Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình AMA ha. Ngày hôm nay Ben sẽ hướng dẫn cho các bạn cái bài tiếp theo của Reaction. Và ngày hôm nay mình sẽ học về cái chiến lược giao dịch breakout. Thông thường thì các bạn nghĩ là mình giao dịch Reaction á, là mình chủ yếu là sử dụng mẫu hình nến đúng không? Nhưng mà không phải các bạn. Tất cả những cái mà chúng ta nghiên cứu về giá mà chúng ta không sử dụng công cụ á, thì nó đều gọi là reaction. Và một trong những cái reaction quan trọng đó là chúng ta phải hiểu về cái biểu đồ giá, hiểu về cái mô hình. Thì hôm nay nó là một cái dạng như vậy, nó không phải là nến nữa nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu về cái chiến lược đánh breakout. Và mà cái nhóm mình có một cái nhóm chuyên đánh breakout là cái nhóm BO đó các bạn, nhóm gấu đó. Thì ngày hôm nay mình sẽ thử tìm hiểu xem là các bạn gấu đó đánh như thế nào nha. Để mà giao dịch breakout thì trước tiên các bạn phải hiểu được cốt lõi của cái giao dịch breakout là gì. Cái từ breakout nó đã thể hiện lên một cái phần nào về cái phương pháp rồi các bạn. Giao dịch breakout là phá vỡ. Thì ở đây mình đặt câu hỏi là nó phá vỡ cái gì? Thì có ba cái mà chúng ta hay dùng để đánh breakout. Cái thứ nhất á, là nó phá vỡ ra một cái vùng giá đi ngang, hay còn gọi là một cái vùng mà nó tích lũy. Thì khi mà giá nó tích lũy càng dài, giá nó đi ngang càng dài á, thì cái năng lượng nó tích tụ ở trong nó. Thì khi mà giá nó vượt qua thì giá nó sẽ chạy rất mạnh, nó gọi là bùng nổ đó các bạn. Thì compress là giá nén á, mà hôm trước Ben cũng đã hướng dẫn cho các bạn trong một phần trong những cái bài trước rồi. Giống như là những cái mẫu hình nến mà những cái cây spinning top mà cái thân ngắn á, thì cho thấy là thị trường nó cũng đang nén. Thì khi mà nó kết hợp với cái nến mẹ thì nó sẽ ra cái bộ nến Lissing Trimethyl á, thì đó cũng là một cái dạng rất cao nha các bạn. Cái dạng rất cao thứ hai á, là rất cao khỏi một cái ngưỡng hỗ trợ kháng cự quan trọng. Một cái ngưỡng mà giá nó vượt qua nhiều lần không được, thì khi mà nó xuyên qua được á, thì nó cũng sẽ chạy rất là mạnh. Và cái thứ ba là nó phá vỡ một cái cấu trúc thị trường, hay là nó phá vỡ một cái quy tắc của thị trường. Thì cái này là nó hơi chuyên sâu một xíu, chắc là Ben sẽ hướng dẫn cho các bạn sau ha. Còn hôm nay mình sẽ chủ yếu tìm hiểu về hai cái chính, là phá vỡ một cái vùng đi ngang và phá vỡ một cái vùng hỗ trợ kháng cự quan trọng nha. Phá vỡ một cái vùng đi ngang là như thế nào? Thường các bạn học á, như trong các bài về mô hình Ben đã hướng dẫn cho các bạn á, thì khi mà giá nó đi ngang trong một thời gian dài á, thì là nó sẽ hình thành những cái mẫu hình giống như là mẫu hình chữ nhật này, hay là mẫu hình vai đầu vai, hay là mẫu hình ba đỉnh ba đáy, hay là mẫu hình gốc quay đó. Thì đó là những mẫu hình mà cho thấy thị trường nó đi ngang trong một cái biên độ hẹp, và gần như là nó sẽ hình thành những cái hỗ trợ bên trên, những cái hỗ trợ và kháng cự mà giá nó không có vượt ra được. Thì nó càng tích tụ trong một cái thời gian dài như vậy á, thì sau khi phá là giá nó sẽ chạy càng mạnh nha các bạn. Các bạn nhớ cái yếu tố quan trọng nhất của đánh breakout á, là giá phải tích tụ trong thời gian càng dài càng tốt nha. Càng dài á, thì giá sau đó nó sẽ rất là càng mạnh. Cái dạng mô hình thứ hai á, là cái dạng mà giá nó càng ngày càng bị thu hẹp lại. Thì các bạn thử tưởng tượng cái giá nó đang đi bình thường, tự nhiên nó bị bóp dần bóp dần bóp dần, có nghĩa là giống như là nó có một cái lực càng ngày càng nén lại, giống như cái nò xo vậy các bạn. Thì khi mà nó được thả ra, nó bung ra thì nó cũng sẽ chạy rất là mạnh. Mình hay lấy ví dụ như là giống như là con chó bị nhốt trong chuồng lâu ngày á, thả ra là nó sẽ chạy rất là thích và nó chạy lung tung hết. Thì đó chính là cái nguyên do vì sao mà chúng ta thấy giá nó sẽ chạy rất là mạnh sau khi mà nó nén một cái thời gian dài. Thì trong giao dịch đấy các bạn, không nhất thiết là chúng ta phải đoán được là giá nó sẽ tăng hay là giá nó sẽ giảm đâu, mà mình chỉ cần đoán được là sắp tới giá nó có chạy mạnh hay không là mình đã có thể kiếm được tiền rồi đó. Rất đơn giản thôi các bạn. Các bạn chỉ cần đặt một cái lệnh buy stop phía trên và sell stop phía dưới. Nếu như mà nó phá vỡ vượt lên trên ấy, thì nó sẽ khớp cái lệnh buy của chúng ta. Và nếu mà nó phá vỡ vượt xuống dưới ấy, thì nó sẽ khớp cái lệnh sell. Đó là một cách đơn giản để chúng ta có thể áp dụng sau khi mà các bạn thấy được một cái compress thôi.
sau khi mà các bạn thấy được giá nó nén. Thì để kết hợp cái breakout này với những phương pháp mà chúng ta đã học á, thì các bạn có thể kết hợp để nó tăng thêm cái xác suất bằng cách là kết hợp với phương pháp chim sẻ. Ở trong phương pháp chim sẻ thì Ben hay hướng dẫn các bạn là kết hợp mẫu hình nến đúng không? Nhưng mà hôm nay mình sẽ kết hợp cái chim sẻ với lại cái mô hình giá nén. Thì ở đây mình kết hợp với những bộ nến thì mình ví nó giống như là chim sẻ, còn ở đây là những cái mẫu hình nén như thế này thì mình ví nó giống như là đại bàng. Hôm nay không học chim sẻ nữa, học chim đại bàng. Và nó cũng gần giống như là cái mẫu hình cờ đó các bạn. Thì nếu mà các bạn học trong cái bài mà Ben hướng dẫn về tánh tiếp diễn theo sóng chủ thì các bạn cũng hiểu được là vì sao nó có ra cái mô hình này. Thì sở dĩ là mình gọi nó là chim đại bàng á, tại vì cái mẫu hình mà giá nó nén như thế này á, nó có độ chính xác cực kỳ cao, và sau khi nó break out ra á, thì giá nó cũng sẽ chạy rất là mạnh. Cho nên là các bạn lưu ý, nếu mà các bạn đang áp dụng chim sẻ thì các bạn quan sát thêm những cái mẫu hình giá nén thuận theo EMA như thế này nha. Mình sẽ lấy một cái ví dụ cho các bạn xem ở trên biểu đồ. Thì theo phương pháp chim sẻ thì bắt buộc là các bạn phải có cái xu hướng của những cái đường EMA này, và giá nó phải được hỗ trợ bởi cản động của EMA, đúng chưa? Và ở đây các bạn thấy mình có một cái mẫu hình giá đang nén rất là mạnh ở đây và được hỗ trợ bởi các xu hướng của các đường EMA này. Và thời điểm hiện tại là giá nó đã break out ra khỏi cái giai đoạn nén này. Thì các bạn không phải tự dưng mà giá nó lại nén mà nó không vượt được EMA, rõ ràng là nó có một cái quy luật đúng không? Và khi mà nó phá ra khỏi cái giai đoạn sideways thì nó sẽ chạy rất mạnh, mà đây nó lại phá lên trên mà thuận hướng với cái xu hướng của EMA của chúng ta nữa. Có nghĩa là chúng ta sẽ thấy được là thị trường nó sẽ tăng rất là mạnh sau đó. Thì khi mà nó crack ra như vậy thì chúng ta chỉ vào chúng ta mua theo thôi. Và chúng ta cũng thử một lệnh buy ha. Trong cái phương pháp mà đánh breakout này ấy, thì thông thường là chúng ta sẽ dùng những cái cản để xác định là nó sẽ breakout hay chưa. Chỉ cần mà giá nến mà đóng vượt qua cái cản thì chúng ta xác định là nó đã break và chúng ta mua tiếp theo. Và thường mà các bạn đặt stop loss đó thì các bạn chỉ cần chờ cho một cái nến nó đóng cửa ngược lại là các bạn sẽ thoát ra khỏi thị trường rồi, tại vì lúc đó là nó là breakout giả rồi. Còn những bạn mà thích an toàn ấy, thường các bạn sẽ đặt ở cái đáy gần nhất. Thì mình cũng sẽ đặt ở cái đáy gần nhất và đặt TP với tỷ lệ là 1-2 ha. Nhưng mà trong những cái trường hợp như thế này bên đánh ấy, thường bên sẽ chỉ đặt stop loss ở phía bên kia cản thôi các bạn. Các bạn có thể tham khảo cái cách này ha. Có nghĩa là nếu như mà giá nó quay ngược trở lại cái cây nến mà breakout trước đó thì là mình sẽ thoát khỏi thị trường ngay, tại vì lúc đó nó không còn là breakout nữa, có thể đó là một cái breakout giả. Thì lát nữa mình sẽ thử so sánh cái kết quả của cái việc đặt stop loss phía bên kia cản với việc đặt stop loss ở đỉnh đáy gần nhất, xem là cái nào sẽ hiệu quả hơn ha. Thì mình sẽ xem kết quả, thử xem cái lệnh này. Đó các bạn, tới cây nến thứ ba là giá nó đã chạm TP của chúng ta rồi với cái tỷ lệ là 1-2. Thì đây là cái cách đặt thông thường nhất, cái cách đánh thông thường nhất. Còn bây giờ mình thử ha, mình sẽ thử đặt stop loss theo cái cách mà bên hay dùng. Có nghĩa là mình chỉ cần đặt stop loss ở cái cây mà nó rất cao thôi. Khi mà nó đóng ngược lại khỏi cái cây đó thì coi như là chúng ta sẽ bị thua. Thì nếu như mà đặt theo cái cách đó thì cái tỷ lệ risk reward ở đây nó rất là cao các bạn. Nó lên tới 1-4 ạ. Ở đây này các bạn, nó lên tới 1-4 rồi. Cho nên là trong một số cái tín hiệu đánh, Ben sẽ đặt stop loss cực kỳ ngắn để tăng cái tỷ lệ risk reward lên. Và với cái cách đánh đó thì mình có một cái tỷ lệ risk reward cực kỳ cao, tại vì cái tín hiệu này là cái tín hiệu mà nó cực kỳ chắc chắn và xác suất thắng nó cực kỳ cao luôn. Cho nên là mình mới sử dụng cái đặt stop loss như vậy. Còn bình thường thì mình vẫn đặt ở đỉnh đáy gần nhất nha các bạn. Thì các bạn có thể tham khảo cái cách đánh này. Thì đây là cái cách mà các bạn kết hợp một cái mô hình giá nén với một cái xu hướng.
hay mình gọi đó là một cái tín hiệu xu hướng cộng với tín hiệu. Nó còn có một cái cách khác để chúng ta áp dụng là chúng ta kết hợp trong reaction ấy, là chúng ta sẽ kết hợp những cái đợt giá nén này với một cái key level. Đó. Mình sẽ kết hợp cái đợt giá nén này với một cái key level. Thì như các bạn biết là giá mà nó đi theo mô hình nêm ấy, là nó cho thấy là nó nén càng ngày càng nhỏ lại. Và khi mà nó chạm về một cái key level ấy, thì khả năng là nó rất cao ngược trở lại, cực kỳ cao luôn. Nó giống y như là mẫu hình C7 cơ bản mà hôm trước chúng ta đã học đó. Thì C7 cơ bản và cái mẫu hình nêm này nó có cùng ý nghĩa. Nó đều cho thấy là thị trường là cái lực tăng hoặc là giảm đã yếu dần rồi. Và nếu như mà cái mẫu hình nêm mà kết thúc bằng những cái con sóng đi ngang nữa thì đó là cho thấy là cái lực bán đã cạn kiệt. Mà cái lực bán đã cạn kiệt mà nó chạm phải một cái key level hỗ trợ nữa thì các bạn thấy là khả năng nó quay đầu là cực kỳ cao. Thì khi mà giá nó rất cao ra khỏi mẫu hình nêm này thì chúng ta sẽ mua vào. Thì các bạn có thể kết hợp cái cách này với một cái key level hoặc với một cái vùng location hoặc là supply demand. Tất cả ý nghĩa nó đều giống như nhau hết ha. Mình sẽ xem một vài cái ví dụ trên biểu đồ để các bạn hiểu rõ hơn về cái cách kết hợp này. Ở đây các bạn, ngay tại cái biểu đồ này, các bạn có nhìn thấy một cái mẫu hình nêm ở đây không? Đây là một cái mẫu hình cho thấy giá nó đã càng ngày nó càng thu hẹp và nén lại nè. Và các bạn thấy ở đây là chúng ta có một cái key level rất là quan trọng ngay tại vùng giá 1723 này. Thì khi mà xác định key level ở đây, các bạn thấy là nó có một cái bóng nến khá là dài nè. Thì cái chỗ bóng nến này nó là một cái giống như là một cái động tác giả đó. Cho nên là mình sẽ thường mình sẽ không lấy theo cái bóng nến này, mà mình sẽ lấy khi mà thị trường nó ổn định lại, nó sẽ nằm ở vùng này nha các bạn. Cho nên các bạn đừng thắc mắc là tại sao mình không lấy theo bóng nến mà mình lại lấy cái khu vực này. Thì đó, đây là một cái ví dụ mà để các bạn thấy là khi mà giá nó đang giảm mà tốc độ giảm của nó yếu dần và giá nó nén lại á, mà nó chạm một cái key level thì nó break out ra, thì lúc này chính là lúc mà các bạn nên nhảy vào mua ha. Mình sẽ kiếm thêm một cái ví dụ khác. Đây là một cái ví dụ khác để các bạn có thể thấy được mà giá nó nén thì nó quan trọng như thế nào. Ở đây các bạn thấy là giá này nó càng ngày nó càng nén lại. Đó, các bạn thấy không? Nó giống như là một cái tam giác vậy. Và ở đây là mình có một cái key level quan trọng ở đây. Khi mà giá nó không có vượt qua được key level và nó bắt đầu nó càng ngày nó càng nén lại, thì đến một cái thời điểm mà nó rách ra thì các bạn thấy là sau đó nó bật tăng rất là mạnh. Thì đây chính là cái ý nghĩa để các bạn kết hợp cái phương pháp đánh rất cao trong reaction. Thì mình sẽ chỉ cho các bạn thêm một cái phần nữa. Cái này thì quá quen rồi đúng không? Cho nên là mình sẽ không có ví dụ nhiều. Trước khi đi vào cái phần tiếp đó, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, mình giới thiệu cho các bạn một cái phương pháp nữa cũng sử dụng cái phương pháp đánh rất cao này. Đó là cái phương pháp của ông này, là cái ông có cái biệt danh là phù thủy chứng khoán đó các bạn. Và ông tên là Mac Minivini này. Thì ông ta cũng đánh theo cái phương pháp rack out này. Và cái phương pháp mà ông đặt tên đó là VCP pattern. Thì nó cũng gần tương tự giống như là những gì mà Ben vừa hướng dẫn cho bạn. Khi mà thị trường nó nén lại đủ và nó tạo một cái nền giá mới nó rack out ra, thì ông ta sẽ đánh. Và ông ta chỉ đánh thuận xu hướng thôi nha các bạn. Thuận xu hướng thì nó sẽ giống như mô hình chim sẻ đó. Và Ben hướng dẫn cho các bạn là có hai cái cách để kết hợp. Một là đánh thuận xu hướng theo chim sẻ. Hai là các bạn có thể kết hợp rất cao với một cái key level trong reaction nha. Và một cái cách để đánh rất cao thứ hai là các bạn sẽ đánh rất cao ra khỏi một cái key level. Và cái key level này nó có một cái đặc điểm cực kỳ quan trọng mà các bạn phải nhớ. Đó là phải là một cái key level mạnh mà giá nó rất là khó khăn để nó vượt qua trước đó. Các bạn nhớ, các bạn hiểu ý nghĩa của cái từ rất cao không? Có nghĩa là nó phải bị đè nén, nó phải
nó phải bị giống như ràng buộc và nó chưa thể vượt qua trước đó, thì bây giờ nó vượt qua thì nó mới gọi là rack cao. Còn một cái key level mà bình thường giá nó đi qua bình thường á, thì đó không phải là rack cao nha. Cho nên á, là một cái key level để các bạn có thể đánh rack cao á, là ít nhất là nó phải có hai điểm chạm. Và thông thường bên đánh á, thì bên sẽ dùng key level có hai điểm chạm nha các bạn. Nếu như mà chưa đủ hai điểm thì bên sẽ không đánh. Ví dụ như trong trường hợp này là các bạn thấy cái key level của chúng ta đã có 3 điểm, điểm thứ nhất, điểm thứ hai và điểm thứ ba. Như vậy, theo nếu bình thường ấy, thì tới key level nó sẽ đảo chiều, nó bật tăng đúng không? Nhưng mà nếu mà nó không bật tăng mà nó break qua thì đó lại là một cái cơ hội rất tốt để các bạn có thể đánh tiếp diễn theo xu hướng. Thì không biết mà trong trường hợp này nó có break qua hay không? Đây chính là cái biểu đồ vàng trong cái thời điểm hiện tại. Các bạn có thể xem trên chart. Đây là biểu đồ của giá vàng trong ngay cái thời điểm hiện tại luôn, các bạn có thể xem. Nó là ở trên chart ngày. Đây nha các bạn. Các bạn thấy là mình có cái đáy đầu tiên ở đây. Đây là đáy thứ hai. Và đây là đáy thứ ba. Thì các bạn tưởng tượng như thế này, khi mà giá chạm về cái key level này á, thì luôn có người là sẵn sàng mua vào. Bằng chứng là các bạn thấy là khi mà giá nó cứ quay về đây thì khả năng là nó sẽ bật tăng. Như vậy thì có phải là chúng ta sẽ kỳ vọng là giá nó chạm về đây nó sẽ bật tăng tiếp đúng không nào? Nhưng mà các bạn thử suy nghĩ thêm một xíu. Nếu như mà giá nó không có bật tăng mà nó xuyên qua, điều đó có nghĩa là gì các bạn? Điều đó có nghĩa là cái phe mua tại cái vùng này nè đã bỏ cuộc hết rồi. Như vậy thì trong thị trường chỉ có hai phe thôi, phe mua và phe bán. Mà phe mua thì bỏ cuộc hết, không có ai dám mua nữa. Như vậy thì chắc chắn là giá nó sẽ rớt. Đó chính là cái lý do vì sao mà khi mà một cái key level quan trọng mà nó bị vượt qua, mà giá nó phá vỡ qua, thì là giá nó sẽ đi tiếp diễn cực kỳ mạnh. Mình sẽ xem một cái ví dụ để cho các bạn thấy ở ở đây trên cái biểu đồ này. Ở đây là mình có một cái key level ha. Key level này được hình thành từ đỉnh thứ nhất nè và đỉnh thứ hai nè các bạn. Có phải là khi mà cái đỉnh thứ nhất này hình thành á, thì giá chạm về đỉnh thứ hai là giá nó bật xuống. Có nghĩa là ở đây có người sẵn sàng bán ra nha các bạn. Nhưng mà tại cái đỉnh thứ ba này, tại cái giai đoạn thứ ba này này, thì không còn ai bán nữa. Có nghĩa là phe bán ở đây đã bỏ cuộc rồi. Phe bán tại hai đỉnh trước đó đã bỏ cuộc rồi. Cho nên là khi mà giá nó vượt qua cái đỉnh này á, thì là giá nó sẽ bật tăng rất là mạnh. Và các bạn thấy là sau đó giá nó tăng rất là nhiều. Nó tăng từ 1.756 đô lên tới 1.910 đô luôn. Có nghĩa là nó tăng gần 200 giá các bạn. Thì đó chính là cái cách mà chúng ta sẽ dùng để đánh rất cao trong reaction. Thì tất nhiên rồi, hôm trước là các bạn cũng được học về cái mô hình nến ESC rồi đúng không? Một cái tín hiệu nến rất cao á, tiêu chuẩn là nó phải là một cái cây nến ESC để chứng tỏ rằng là lực mua nó chiếm ưu thế và nó chiếm ưu thế tuyệt đối luôn, thì lúc đó là một cái tín hiệu là đánh an toàn. Còn nếu như mà một cái tín hiệu rách khao á, mà nó là một cái cây nến mà rút chân, một cái cây nến mà nó có cái râu nến, thì các bạn phải để ý nha, các bạn né ra nha, tại vì đó là một cái dấu hiệu nguy hiểm. Thì như vậy Ben đã vừa hướng dẫn cho các bạn hai cái cách để chúng ta có thể áp dụng cái phương pháp rack cao vào trong reaction. Là thứ nhất là chúng ta có thể dùng cái rack cao những cái giai đoạn mà giá nó nén, giá nó đi ngang. Thứ hai là các bạn đánh khi mà nó rack cao một cái key level quan trọng. Nhưng mà đó chưa phải là cái quan trọng nhất trong buổi ngày hôm nay Ben hướng dẫn cho các bạn. Mà ngày hôm nay Ben sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái mô hình gọi là mô hình perfect rack cao, có nghĩa là rất cao, gọi là xuất sắc, có nghĩa là nó là một cái mô hình rất cao mà tỷ lệ thắng nó cực kỳ cao và nó còn có thêm một cái ưu điểm nữa. Và đố các bạn biết đó là cái ưu điểm gì, thì nếu mà các bạn biết thì các bạn comment trên
cái kênh YouTube ha. Bây giờ Ben sẽ giải thích cho các bạn vì sao cái mẫu hình này là một cái mẫu hình perfect rectangle. Các bạn để ý ở đây là thứ nhất là mình có một cái key navel. Các bạn thấy mình có một cái key navel là cái đường màu hồng này. Cái thứ hai là mình có thêm một cái là một cái mô hình ở đây, và mô hình này là một cái mô hình giá nén. Các bạn thấy không? Khi mà chạm về cái key navel này, nó không có đảo chiều mà nó bị nén ở ngay cái key navel này. Thì khi mà giá nó nén như vậy á, thì các bạn vừa học rồi đúng không? Sau khi nó nén thì là nó sẽ rack ra, và rack cùng với thời điểm nó rack ra khỏi một cái key level luôn. Thì đây là một cái tín hiệu gọi là perfect rack. Cái lý do đầu tiên mình gọi nó là perfect rack là vì nó có kết hợp nhiều yếu tố quan trọng. Thứ nhất là key level quan trọng. Thứ hai là một cái mô hình compress, một cái mô hình nén ngay tại đây. Có nghĩa là sau đó khả năng là thị trường nó sẽ bật tăng cực kỳ mạnh luôn các bạn, và xác suất thành công nó cực kỳ cao luôn. Và còn một cái lý do thứ ba mà mình gọi nó là perfect breakout á, là không biết có bạn nào biết không. Bạn nào biết thì comment trên kênh YouTube nha. Nhắc lại một xíu nha các bạn. Trong cái phương pháp mà chúng ta đánh đảo chiều và đánh breakout á, nó có một cái đặc điểm cực kỳ quan trọng đó. Là nếu như mà các bạn xác định không đúng, là các bạn thứ nhất là các bạn sẽ rất là dễ nhầm lẫn giữa cái việc đánh thị trường đảo chiều hay là thị trường đang điều chỉnh. Nếu như mà thị trường điều chỉnh mà các bạn đánh đảo chiều á thì là các bạn sẽ thua. Cái thứ hai á là nếu như mà các bạn đánh rất cao á mà các bạn đánh không biết là nó đang là tích lũy hay phân phối á, thì các bạn sẽ rất là dễ dính cái five rack, có nghĩa là rack ao giả. Cho nên là cái lý thuyết White Coat nó là một cái phần nâng cao mà Ben sẽ hướng dẫn cho các bạn để các bạn có thể tránh được hai cái chuyện đó. Nhắc lại nha, các bạn có thể tránh được cái chuyện là đánh điều chỉnh hay là đánh đảo chiều. Cái thứ hai là các bạn có thể tránh được những cái rack cao giả. Cho nên là nếu mà các bạn nào mà hiểu và thích cái phương pháp này á thì các bạn comment câu trả lời nha. Có nghĩa là tất cả những cái gì mà Ben đã hướng dẫn cho các bạn, tất cả những gì có trong video thì nó đều có trong cái mô hình này hết rồi. Nhưng mà chỉ có một cái nó rất là quan trọng, đó là cái quản lý vốn. Có nghĩa là khi mà cái mô hình này nó xuất hiện thì cái mức stop loss của các bạn nó sẽ cực kỳ ngắn và cực kỳ an toàn đó các bạn. Các bạn hiểu đơn giản là khi giá nó compress thì có phải là cái những cái sóng nó càng ngày càng ngắn đúng không? Thì cái sóng ngắn có nghĩa là các bạn sẽ đặt stop loss ngắn. Nó rất đơn giản. Giống như là Ben hướng dẫn cho các bạn cái mẫu hình Advanced Knock, cái mô hình C7 cơ bản đó. Thì đó là một trong những cái mẫu hình nến mà có cái stop loss cực kỳ ngắn, có cái tỷ lệ reward cực kỳ cao. Thì cái mẫu hình Perfect Breakout này á, nó cũng gần tương tự như vậy. Bây giờ mình sẽ lấy một cái ví dụ để cho các bạn hiểu rõ hơn vì sao cái stop loss nó lại cực ngắn. Bây giờ mình vẽ ra một cái ví dụ ha. Đây là một cái ví dụ về một cái mô hình thông thường và các bạn đánh rất cao. Thì có phải là khi mà các bạn đánh thì bắt buộc là các bạn sẽ phải đặt stop loss ở đỉnh đáy gần nhất là ở đây đúng không nào? Nhưng mà bây giờ nó không phải là một cái stop loss như thế này nữa, mà trước khi rất cao á nó sẽ có một cái đợt compress như thế này. Đây, nó compress ngay tại đây và nó rất cao ra. Thì các bạn thấy là cái stop loss của chúng ta sẽ đặt ở đâu? Có phải là stop loss của chúng ta chỉ đặt ngay tại bên dưới cái vùng compress này? Có nghĩa là nó cũng là một cái mô hình nhỏ trong một cái mô hình lớn hơn. Hay nói cách khác á, là lúc đó cái mô hình lớn này nó đóng vai trò là một cái key level và một cái chất xúc tác. Còn cái điểm đánh của chúng ta á, là nó vẫn theo cái mô hình nhỏ ở đây. Đó. Thì có phải là các bạn thấy là cái stop loss của chúng ta sẽ cực kỳ ngắn không? Và nếu như mà các bạn để ý thì các bạn sẽ nhìn thấy rất là nhiều cái tín hiệu như thế này. Khi mà giá nó chạm về một cái key level
thì bắt đầu là nó nén, nó chạm về một cái key level thì bắt đầu nó nén, nó sẽ hình thành những cái mẫu hình nhỏ nhỏ như thế này, và khi nó rách qua thì nó chạy cực kỳ mạnh luôn. Thì lúc đó các bạn đánh, các bạn chỉ cần đặt stop note theo cái vùng giá compress này thôi, và các bạn ăn á, là các bạn sẽ ăn cực kỳ dài luôn. Thì đó chính là cái lý do và vì sao mình gọi nó là cái mẫu hình perfect breakout. Nó có 3 lý do. Thứ nhất là nó có nhiều yếu tố hỗ trợ. Thứ hai là xác suất thành công rất cao. Và thứ ba là cái xét về quản lý vốn, thì các bạn đặt stop loss sẽ cực kỳ ngắn và ăn cái tỷ lệ risk reward rất là cao. Và cái lớp học White Cup là một cái lớp học nâng cao, bên chỉ hướng dẫn cho những bạn mà thường xuyên tham gia AMA. Tại vì khi mà các bạn tham gia AMA nhiều á, thì các bạn mới hiểu được những cái kiến thức mà Ben đã hướng dẫn cho các bạn. Tại vì đó là những cái nền tảng để mà mình có thể học sâu hơn. Nếu như mà các bạn không có những nền tảng đó thì các bạn không thể học được cái lớp nâng cao. Cho nên Ben sẽ dành 50 suất dành cho những bạn mà xuất sắc tham gia AMA. Cho nên những bạn khác thông cảm. Thì những cái đợt sau á, nếu như mà có những cái lớp sau nữa thì sẽ dành cái suất cho các bạn ha. Mình sẽ xem một cái ví dụ về cái mẫu hình perfect breakout này để cho các bạn hiểu hơn. Đây các bạn xem cái ví dụ này. Các bạn thấy đây là chúng ta có một cái key level cực kỳ quan trọng nè. Key level này được hình thành bởi hai cái đỉnh ở đây. Và khi các bạn thấy giá nó chạm được cái key level này, nó không đảo chiều mà nó cũng không phá qua ngay, mà nó lại sideway ngay tại đây. Nó compress ngay tại đây, các bạn thấy ngay tại đây nó đi giống mô hình chữ nhật không các bạn? Điều này vừa thể hiện á, là cái key level này có tác động vào giá, có nghĩa là thị trường có tương tác với cái key level này, có nghĩa là thị trường đang chấp nhận đây là một cái kháng cự quan trọng. Thì khi mà giá nó về đây, cái lượng bán ở đây được fill hết thì giá nó xuyên qua. Và các bạn đánh thì các bạn thấy là chúng ta chỉ cần đặt stop loss ngay tại cái đáy gần nhất này, ngay tại cái vùng compress này, và các bạn có thể là kỳ vọng nó sẽ đi rất là xa. Và cái quan trọng nhất là cái tỷ lệ thắng của cái điểm đánh này là cực kỳ cao. Khi mà giá nó vượt qua quá nhiều như thế này thì các bạn có thể là chúng ta sẽ đặt một cái lệnh limit khi mà giá nó hồi về. Mình sẽ làm thử một lần ha. Mình sẽ đặt limit khi mà giá nó hồi về đây. Mình đặt stop loss ở đây. Và mình thử kỳ vọng nó là nhiều nhiều một xíu, 1.3 đi. Đó. Hoặc là mình cứ để 1.2 theo giống như là chúng ta đánh bình thường, và chúng ta sẽ xem thử là giá nó sẽ chạy maximum được bao nhiêu ha. Và các bạn nhớ, mình gọi nó là perfect breakout là bởi vì xác suất thắng của nó rất cao và cái stop loss cực kỳ rõ ràng và cực kỳ ngắn. Mình sẽ xem lại nha. Đó. Thời điểm này thì giá nó đã chạm về cái vùng mua của chúng ta rồi nha. Chúng ta sẽ xem thử. Và khi mà nó đi theo cái mô hình này á, là nó tác động vào giá cực kỳ mạnh nha các bạn. Và Ben nói là nó cực kỳ chính xác. Đó. Thời điểm này thì giá nó đã chạm TP 1.2 rồi. Mình sẽ xem thử là nó đi tối đa được bao nhiêu nha. À, mình có thêm cái gì vô để mình biết mình sẽ chốt ở đâu chứ đúng không? Mình sẽ dùng cái đường trên line này để khi nào nó phá cái trend này thì mình sẽ chốt ha. Đó. Vẫn chưa phá. Chờ xem. Rồi, như vậy thời điểm này là giá nó đã phá qua cái đường trend này. Như vậy mình sẽ out. Như vậy thì nó cũng không có nhiều hơn 1.2 là bao nhiêu. Nhưng mà các bạn thử để ý nha. Các bạn cứ về bắt test những cái tín hiệu như thế này là xuất thắng nó cực cao luôn. Và đôi khi những cái tín hiệu mà đẹp ấy, là bên hay đánh all in ấy. Nhưng mà các bạn đừng có học theo nha. Tại vì cái tín hiệu như thế này thì gần như là đánh chắc phần thắng tới 90% đó các bạn. Mình sẽ xem một cái ví dụ nữa ha. Đây. Đây là một cái ví dụ ở trên biểu đồ của Bitcoin trong thời gian gần đây thôi. Mới như hôm qua, trước khi mà nó có một cái cú giảm mạnh ấy, thì các bạn quan sát này,
Ở đây mình có một cái key level ở đây. Và các bạn nhìn, khi mà giá nó chạm về key level thì các bạn có thấy là nó liên tục, nó compress ngay tại đây với rất là nhiều sóng đi ngang tại khu vực này. Và đây là một cái dấu hiệu mà thị trường nó đang đè nén. Và trước đó các bạn thấy nè, nó cũng đang nén cho một cái biên độ rộng hơn một xíu. Có phải là khi bình thường mà các bạn đánh mà nó bứt qua đây, là có phải là các bạn sẽ phải đặt stop loss theo cái mô hình chữ nhật là trên này đúng không? Nhưng mà không, ở đây mình chỉ đặt ở gần đây thôi. Và khi mà nó nén như vậy thì nó rách ra thì giá nó sẽ chạy rất mạnh nha. Mình sẽ xem kết quả. Thông thường á, là các bạn sẽ chờ một cái cây nến đóng cửa qua và các bạn sell. Nhưng mà những cái mẫu hình mà nén dài rồi á, mà nén cực kỳ chắc rồi á, các bạn có thể đặt lệnh stop. Có nghĩa là các bạn có thể đặt lệnh chờ bán khi mà nó vượt qua cản luôn. Đó cũng là một cái cách mà Ben hay dùng. Nhưng mà chỉ khi nào nó nén thật là nhiều thì Ben mới dùng. Mình sẽ xem kết quả thử. Đó, là giá nó đã xuyên qua rồi nè. Và các bạn thấy đây chính là cái biểu đồ Bitcoin trong thời gian vừa rồi. Và khi mà giá nó rách ra thì trước đó nó đã có cái dấu hiệu để cho chúng ta thấy trước rồi. Thị trường nó là những cái bước đi ngẫu nhiên, nhưng mà đôi khi nó sẽ cho chúng ta những cái quy luật rất là rõ ràng. Và đây cũng chính là một trong những cái quy luật mà chúng ta đang áp dụng để mà chúng ta đánh rách cao thôi. Sẽ có rất là nhiều cái quy luật trên thị trường mà các bạn có thể tìm thấy. Giống như là trong độc trị cầm ma thì nó có một cái mẫu hình nến gọi là C7SS đó, C7 song sinh đó. Là một cây nến trắng, một cây nến xanh, cây nến trắng, cây nến xanh. Nhưng mà khi nó phá vỡ cái quy luật đó thì thị trường nó sẽ chạy rất là mạnh nha các bạn. Thì mình sẽ xem thử coi cái lệnh này mình được cái tỷ lệ risk reward là bao nhiêu. Mình sẽ sell khi mà giá nó vượt qua nè, là stop loss ở đây. Nếu mà nó xuống tới dưới này là gần được 1.6 các bạn, đây là 1.5.5 rồi, 1.5.6 rồi. Đó. Thì các bạn có thể hiểu được cái cách đánh rất cao á, là giá nó sẽ chạy rất là mạnh sau đó. Và là các bạn có cơ hội ăn được với những cái là rất là dài và cái thời gian ở trong thị trường rất là ngắn, gần như đánh xong cái là rất là nhanh nó đi đến TP. Mình sẽ xem thêm một cái ví dụ nữa ha. Đây là một cái biểu đồ vàng nè. Biểu đồ vàng hồi nãy mình phân tích cho các bạn rồi đúng không? Để các bạn xem là nếu như mà giá vàng mà nó bứt qua cái key level này thì điều gì sẽ xảy ra. Và các bạn quan sát thử có phải là giai đoạn này giá vàng nó đang có dấu hiệu là nén lại rồi nè. Cho nên là nếu như mà vàng nó bứt qua cái key level này thì khả năng là giá sẽ còn giảm sâu nha các bạn. Mình không biết là nó có bứt qua hay không, nhưng mà nếu mà bứt qua thì mình sẽ có một cái điểm sell rất là đẹp. Nếu như mà những bạn nào mà có học qua cái lớp training online mà Ben hướng dẫn về mô hình ấy, mà các bạn học tới level 3 ấy, thì các bạn sẽ hiểu vì sao những cái setup đánh như thế này nó cực kỳ chính xác. Các bạn cứ về bắt test ha. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong buổi tới. Và các bạn đừng có quên nhấn like và subscribe cái kênh YouTube để không bỏ lỡ những cái thông báo mới nhất. Và cái chương trình học của chúng ta sẽ diễn ra hàng tuần vào tối thứ ba lúc 7:30 nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong tuần tới.